hôm nay, tôi xin tuyên bố thành lập đoàn phim Missing City với slogan nhiệt huyết căm cực đất dây áo nhìn là cực. À mà mọi người biết slogan của đoàn phim mình chưa? Có luôn hả? Có chứ. Slogan của tụi mình là nhiệt huyết căm cực đất dây áo nhìn là cực. Nốt được. Em dài quá hả? Vậy thôi đổi slogan đi. 1, 2, 3, ai là cha đứa trẻ? Cái gì mà tự cha đứa trẻ vậy con? À, tự nhiên bất ngờ quá, cái tự nhiên nghĩ ra cái đó đó. Mọi người chọn một trong hai đi. Thôi nhiệt huyết căng cực đứt dẻo ngực đi. Con thấy nhiệt huyết căng cực đứt dẻo ngực nhìn là nắng cực rồi, ok. Ok. Chị Sa, bọn em đang tính làm phim đó. Chị Sa có muốn tham dự không? Phim? Dạ đúng. Tính quay cái gì? Trời ơi, bọn em đang tính làm một bộ phim, gọi là một bộ phim đỉnh cao của thành phố này. Trời ơi, ghê chưa? Mà bây giờ bọn em đang đi xin tài trợ. Có gì khi nào rảnh rảnh em nhờ. Trong đó có một vai có hai vợ chồng đang ngồi ở trên ghế. Xong rồi ông chồng một trong hai người gọi là già, sống với nhau tới già đó. Thì không biết là chị Sa có muốn với anh Long có muốn đóng vai đó không nhờ? Má sao ghê đi gạch nhọt thế già. Không, ý là tại vì vợ chồng trong thành phố này ít quá, em không quen ai. Mà em chỉ nghĩ tới chị Sa với anh Long là gọi là hai người rất là trẻ. Nhưng mà cái vai đó là phải là vai già. Tại cái vai đó là cái đoạn đó là để cho người ta cảm thấy là hai vợ chồng này sống với nhau hạnh phúc tới già đó chị. Nhưng mà chị phải hóa trang một chút, chị không có được sexy như vậy. Chị sexy như vậy là chết. Bưởi mà nó tùm lum vậy, người ta kêu em là bộ phim của em là bộ phim lấy xôi thịt đó chị. What the hell? Ai ra đừng đẩy bò chị đi. À chết chà. Cho bữa nào cho chị nghe thử cái kịch bản coi. Ok ok. Kiểu dạng phim Hollywood hay là sao? Trời ơi, cái này còn Việt Nam Wood chị ơi. Việt Nam Wood. Dạ đúng rồi. Ôi, nhìn chị ta là có cốt diễn viên lắm luôn. Đúng, em nhìn chị ta nè. Em xin giới thiệu, em là đạo diễn. Đạo diễn Lê Thiên Ngọc và AD Evin Đỏ. Dạ, chào chị. Assistant Director Evin Đỏ. Và Sasa đó là bé gọi là bé mấy bé hậu cần gọi là gì con? Hậu cần Nhi Jesse. Dạ đúng rồi. Với lại đó, đoàn phim của tụi em cũng đông người lắm. Bây giờ bọn em đang lên danh sách diễn viên trước. Trời ơi, kịch bản đơn giản lắm. Kịch bản em mọi người lên YouTube search gặp nhưng không ở lại. What? Làm thêm kiểu MV à? Vâng, trời ơi, bọn em phải làm MV đầu tiên. Năm sau đó có nhà tài trợ to, bọn em mới làm phim được chứ. Chị cứ làm thử cái này coi, nếu được thì chị coi chị có thể viên lên kế hoạch kịch bản cho mấy đứa làm bộ phim về thành phố mình. Ok, cảm ơn chị nha. Em đi đây. Ok. Bà ơi, bà đi với ai vậy? Chúa trời ơi. Bà ơi, ai vậy bà? Đây là tiếng ai gọi là diễn viên mới nhổ tài năng trẻ cần được gọi là casting vai diễn con ạ. Em bị nơi cứu mẹ nhanh lên. Có một con nào ghê lắm. Không được rồi em Vĩnh ơi. Con này giống pha gì? Con gì đấy? Con gì chứ không phải con người luôn á. Ừ thì mẹ trời. Trời ơi, bắt là con bổn lạnh. Trời ơi, mùi quá con bổn ơi. Bổn ơi. Nhưng mà chị ơi, con gái nhà tài trợ. Trời ơi, chị bổn, sao chưa lâu rồi không gặp chị bổn. Chị bổn dễ thương quá vậy ta. Chị bổn ơi. Dạ, em đổi tóc giả để cho nó chuẩn vai á chị. Ôi trời, chị bổn xinh quá. Nhà tài trợ, con gái nhà tài trợ. Trời ơi, bổn. Lâu lắm rồi mới thấy bổn mặc đồ dễ thương. Mà sao bổn biết bên tụi tôi đang làm phim vậy? Anh Em Viễn nói cho em nè. Anh Em Viễn mời em làm diễn viên chính đó. Anh Em Viễn mời. Dạ. Cái màn xuất hiện của em hoành tráng không? Không, nhưng thiệt ra là gì nè, chị nói cho cưng nghe nha. Nói chung á là chị thấy cưng là rất hợp với cái vai diễn, nhưng mà cái vai diễn này nó cần khoảng 3 chiếc xe hơi khó kiếm trong thành phố mình, thì không biết là mình nhà mình có không cưng ha? Dạ không nha chị, dạ không. Cút đi. Mày có không? Mày có không? Dạ không chị.
thì cưng về cưng liên hệ đến ba cưng thử diễn viên chính khác rồi mẹ ơi. Thôi liên hệ người khác đi con ơi. Thôi về. Ôi có phải là anh bác sĩ tài hoa đầy tiềm năng đẹp trai xinh xắn đáng yêu viện trưởng của thành phố Mississippi không nhỉ? Không chắc quê lắm. Anh bác sĩ ơi. Ôi chà chà, bất ngờ. Giật cả mình, đúng là anh bác sĩ hài hước vui tính quá à. Trời, hết hồn cái hồn còn nguyên hết hồn đó anh bác sĩ. Nhưng mà vấn đề là như này, thì ra là bên bọn em á là đang có một cái dự định gọi là làm một cái bộ phim mà trong đó là nam chính là một người đẹp trai xinh đẹp đáng yêu tài năng và có gọi là có dũng mãnh khí chất cơ bắp sáu múi giống như y chang như miêu tả anh bác sĩ ở đây, thì không biết anh bác sĩ có thời gian gọi là hứng thú với dự án của bọn em không nhỉ? Nhưng mà thể loại này là thể loại gì ấy? Thể loại của bọn em là thể loại phiêu lưu tình cảm, nhạc tuyệt hài hước, hứng thú gây hứng thú cho người xem. Phải đi đây chút, phải quay lại. Thì ra là bọn em cũng cần casting một vài cái gọi là một vài cái diễn xuất á, tại vì bọn em cần cái quan trọng là cái hình thể của mình nhiều hơn là cái gương mặt và giọng nói, nhưng mà với lại là chủ yếu là thời gian nữa, nhưng mà anh đang là ứng cử viên gọi là hạt giống số 1. Từ khi nào bắt đầu vào việc ấy? Dạ chắc là bây giờ em đang đi kiếm diễn viên trước, thì có thể là đến ngày mai là mình lên lịch, em xếp lịch em gọi cho anh nha. Ok. Vâng ạ. Có số điện thoại của tôi chưa nhỉ? Dạ em có chứ. Thôi, thì bây giờ tụi mình đi kiếm tiếp, đi kiếm nhà tài trợ tiếp theo đi. Đầu tiên là nhà tài trợ, Hốt có ở đây không ta? Theo danh sách thì tối nay 8 giờ mình mới gặp chú Hốt à. Vậy hay là mình gặp nhà tài trợ David Tèo, gặp nhà tài trợ Huy Chọc không? Đi, bây giờ theo lịch thì hôm nay là lịch gì của chú Huy Chọc là đang làm luôn á. Để chị gọi cho chú Huy Chọc luôn. Alo. Dạ chú ơi, chú đang ở đâu vậy chú? Đang trên núi. Chú ơi, hiện tại là bây giờ chú có rảnh không? Cho con hẹn gặp chú một cái buổi gọi là buổi cà phê bàn chuyện chút được không chú? Chuyện gì? Dạ chuyện này quan trọng lắm. Bàn chuyện cái thằng chửi bằng gì? Tính làm gì hối lộ hả? Không, đâu. Chuyện này quan trọng đối với thành phố Mississippi này. Chuyện gì ghê vậy? Ba, chuyện nào gặp? Dạ bây giờ now or never gặp ở quán tụi con đi chú. Rồi, lợi chú đi đổ xăng đó. Ok chú nha. Dạ, mời chú Huy Chọc vô đây, chú muốn ngồi ở đâu cũng được, nó tiện chuyện cho nó dễ chú ơi. Rồi, lấy ngồi trên bàn đi. Thôi chú, thô bỉ lắm. Chú ngồi anh đùi con nè. Thôi con ơi. Dạ, chú ngồi đây đi, chú có muốn ăn uống gì không mà con mời. Chú sợ mất xe lắm. Dạ, không mất sao mà mất được. Không ai dám lấy xe cảnh sát đâu chú. Có hết thì nó lấy đó. Dạ chú ăn gì không mà con mời. Thôi ăn, nghe no rồi, ăn trưa rồi. Vậy chú nghĩ sao về tráng miệng? Chán miệng anh no rồi, nó bảo no rồi mà cứ đòi ăn hoài, cái con này bị gì á, lấy nước đi. Dạ đây cho nước. Con để nước ở trong bàn nè. Anh nghe lâu rồi cho chú đi xong hả? Đúng rồi, đang bóp chân cho chú nè. Thằng bắt cọp luôn á lộn mà. Bóp chân rồi đó. Chú chẳng qua là như này, đó là bọn con á là bọn con cũng nghỉ rồi một khoảng thời gian lâu rồi. Đó là bọn con nghĩ là đi hái cam hoài cũng không có cái gì vui hết. Mà thành phố mình thật sự đang rất là thiếu. Dạ không vui. Con hay bị phạt không vui. Mình có nghĩ là thành phố mình đang rất là thiếu một cái hình thức giải trí mới. Thì bọn con vừa mới nghĩ ra một cái hình thức giải trí mới. Và cái hình thức giải trí này vô tình lại cần đến sự giúp đỡ của chú. Giải trí gì mà cần cảnh sát giúp đỡ, nghe cái kỳ mâu thuẫn quá ta. Dạ không, nó phải đâu có cần người ta giải trí lành mạnh. Là chẳng qua là chú có cảm thấy thành phố mình đang thiếu phim để xem không? Thiếu phim? Dạ đúng. Phim gì mà cần cảnh sát vậy? Không, tất nhiên là bọn con cần là ở đây là thứ nhất là sự cho phép từ chính quyền. Đó là bọn con đi xin đi quay đi này đi nào phải xin khu vực gọi là cảnh sát phường rồi đó. Thì bọn con phải xin chú này để quay nè. Đúng. Trong cái bộ phim của bọn con có một cái cảnh gọi là một cái cảnh cái bộ phim này là bộ phim chiến tranh thời xưa, thế nên là nó cần có một vài cảnh bắn nhau. Thì bọn con không biết là bọn con có thể gọi là mượn một số đạo cụ không có đạn như kiểu là súng ống để bọn con quay phim được không chú? Mượn đạo cụ à? Dạ, nhưng mà đặc biệt là chú cảnh sát trưởng sẽ đi theo để gọi là giám sát ai mà sử dụng gọi là những cái cảnh gọi là sử dụng mà mục đích ngoài ý muốn, là chú cho
đi luôn. Mượn đạo cụ thì cũng hơi căng đó, để chú về chú suy nghĩ đã. Rồi có dạ. gì nữa đi. Thì đó đó, ý là bọn con đang muốn là mượn cái đạo cụ bên mình là để phục vụ cho mục đích đóng phim thôi. Nhưng mà con đã biết là khi mà con làm cái bộ phim đó thì cái chi phí mà các con bỏ ra nó đã bao nhiêu chưa, và thu lại bao nhiêu là tính được hết chưa? Bọn con làm vì thành phố này không tốn một xu. Bọn con đã liên hệ với tất cả mọi người rồi. Diễn viên bọn con có hết rồi. Bây giờ bọn con cần đó chỉ là gọi là một cái cho bộ phim này nó perfect hơn thôi chú ạ. Được, nếu mà vậy thì những cảnh cầm súng đó là cần cho bên diễn viên con cầm hả? Dạ, diễn viên cầm và diễn viên sẽ giả bộ bằng 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 rồi xong người ta xỉu thôi, chứ không có một cái cảnh nào bắn nhau thật hết. Rồi, được. Được. Vậy cho chú, ok ạ. À, dạ, được. Nếu mà lịch quay cụ thể thì có gì con báo chú sau nha. À, được, chú sẽ cho người giám sát rồi sẽ làm việc với con. Dạ. Rồi, chú cho người giám sát. Đúng rồi, đúng rồi.